chào cả nhà, Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong cái video về chăm sóc sức khỏe chủ động về làn da mùa hanh khô ha. Mùa rét khô thì da của bạn sẽ rất là khô, dù da bạn dạng nào nữa thì nó cũng sẽ rất là khô. Thêm nữa là nó nứt nẻ ra nữa, nếu mà da của bạn nhạy cảm hoặc là dạng da khô thì nó cũng bị nứt nẻ ra nữa, thương lắm. Đó thì Meta sẽ chia sẻ với các bạn là hai cách song hành cùng một lúc để các bạn có thể cải thiện làn da và chờ thời gian quan sát sẽ thấy ok thôi. Cách thứ nhất là cải thiện toàn bộ cái vấn đề nằm ở bên trong cơ thể của các bạn, gồm có là dinh dưỡng, gồm có giấc ngủ và gồm có thể dục thể thao để cải thiện năng lượng. Cách thứ hai đó là chăm sóc làn da từ bên ngoài. Thứ nhất là giữ ấm, thứ hai là làm sạch, thứ ba là dưỡng ẩm và thứ tư là chống nắng. Đó thì hai cái cách này phải luôn luôn song hành thì bạn mới có một làn da khỏe mạnh trong mùa hanh khô được ha. Và năm này chưa khỏe thì hy vọng năm sau sẽ khỏe, nhưng mà sẽ làm đi rồi mới khỏe được, chứ không làm thì không khỏe đâu ha. Đầu tiên chúng ta hãy chia sẻ với nhau về cái vấn đề cải thiện. Vấn đề thứ nhất đó là về dinh dưỡng. Như Meta vừa nói, trong cái 7 nhóm dinh dưỡng mà Meta đề cập trước đó, các bạn xem lại cái video về những dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của con người, thì đối với mùa đông hanh khô này, đối với làn da của các bạn thì đó là nước rất là quan trọng. Nước rất là quan trọng. Thứ hai là protein quan trọng nhất, đó chính là collagen. Và thứ ba, vitamin quan trọng nhất trong cả mùa hanh khô này, đó chính là vitamin D và vitamin C. Ngoài ra những cái vitamin khác hỗ trợ như là A, như là E, như là K, như là B thì hỗ trợ thêm cho làn da của bạn. Và vấn đề enzyme thì nhiều loại enzyme sẽ hỗ trợ cho cơ thể của bạn, do đó cần phải bổ sung những cái sản phẩm probiotic. Và vấn đề là lipid, hãy lưu ý bổ sung lipid để cho một làn da được mềm mại, mượt mà hơn. Và lipid ở đây hay gọi là chất béo, thì nên sử dụng những cái loại chất béo tốt cho sức khỏe như là dầu MCT hay là dầu ô liu hay là quả bơ hay là cơm dừa, thịt dừa, cùi dừa gì đó, hay là dầu dừa vân vân. Đó là những cái chất béo rất là tốt cho sức khỏe của các bạn, cũng như là làm cho làn da của bạn mượt mà hơn, bớt khô hơn. Vậy thì kết hợp là những cái điều mà Meta vừa nói đó, để có một cái dinh dưỡng, để có một cái chế độ mà nó cảm thấy tuyệt vời nhất, thì bạn sẽ dùng nước ép rau đó. Hãy dùng nước ép rau. Trong nước ép rau nó chứa đầy đủ những gì mà Meta nói. Nước ép rau, hãy uống trà thảo mộc. Đây, trong đây là trà thảo mộc. Hãy uống nước. Có nghĩa là thức ăn nó lỏng lỏng như thế này thôi. Và hãy ăn hoa quả rau củ hoặc là salad. Đây, hoa quả rau củ hoặc salad. Đó là tất cả những gì dành cho sức khỏe bên trong và biểu hiện ra một làn da khỏe mạnh từ bên ngoài. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề giấc ngủ, đúng không? Hãy ngủ đủ, ít nhất từ 6 đến 8 tiếng một ngày, và giấc ngủ đêm, ngủ càng sâu càng khỏe thì bạn sẽ có một làn da càng đẹp. Meta để ý là những ngày Meta làm việc nặng, nhưng thực ra công việc của Meta rất là nặng, làm việc nặng mà ngủ không được đủ nữa thì da rất là xấu. Đó, cho nên là giấc ngủ rất là quan trọng, bạn thử để ý đi, giấc ngủ rất là quan trọng. Buổi tối hãy cố gắng ngủ từ 6 đến 8 tiếng, còn ban ngày thì buổi trưa thì bất kỳ lúc nào có thời gian rảnh, nhắm mắt được 5-10 phút thì hãy cứ ngủ và thư giãn đi ha. Ngủ và thư giãn giúp cho làn da của bạn được tái tạo. Và thứ ba đó, vấn đề thể dục thể thao. Bạn chỉ cần thực hiện 15 phút mỗi ngày thôi thì máu của bạn đưa dinh dưỡng đến từng tế bào da, và da của bạn trở nên khỏe mạnh, hồng hào, có khả năng chống chịu lại những cái áp lực của môi trường thời tiết rét đậm, rét nặng như thế này ha. Bạn yên tâm đi, chỉ cần thể dục 15 phút thôi, dễ lắm, đứng từ chỗ vẫy tay 15 phút hoặc uốn éo 15 phút hoặc là bật nhạc lên nhảy ầm ầm 15 phút. 15 phút rất là ngắn, không có vấn đề gì mà căng thẳng đâu, là bạn sẽ thấy làn da của bạn được cải thiện rõ ràng. Tạm thời là như thế, là ba thứ quan trọng. Vấn đề thứ hai đó là chăm sóc da từ bên ngoài. Chăm sóc da ở bên ngoài, Meta hồi nãy đề cập là phải làm sạch da trước khi dưỡng ẩm da hoặc dùng bất kỳ một sản phẩm dưỡng da nào thì bạn mới có một làn da khỏe mạnh. Hãy tắm rửa thường xuyên mỗi ngày, hãy tẩy tế bào chết thường xuyên mỗi ngày, hãy dùng những nguyên liệu tẩy tế bào chết tự nhiên, ví dụ như là muối tắm đó, sử dụng cái gì đây, cái này là cái gì nhỉ?
máy rửa mặt đó, cái này mình được một cái cậu em mua cho rất là nhiều năm rồi mà mình cứ xài như thế, vì cũng không có nhu cầu gì hơn để mua những cái máy xịn hơn. Thì bạn cứ có bất kỳ cái thiết bị rửa mặt nào đều rất là tốt trong cái việc tẩy tế bào chết mỗi ngày. Rồi bạn sẽ có thể sử dụng mật ong và nước, các bạn pha loãng tỷ lệ 1:1 rồi massage toàn thân, massage da mặt toàn thân, xem như một cách tẩy tế bào chết đồng thời dưỡng ẩm cho da luôn, rất là tốt và chống viêm nhiễm, chống nứt nẻ luôn, tốt lắm. Đó là làm sạch rồi đúng không? Sau khi làm sạch xong sẽ lau khô nhẹ, đừng có lau mạnh quá, lau khô nhẹ thôi rồi hãy dưỡng ẩm cho nó, dưỡng ẩm. Meta khuyến khích các bạn dưỡng ẩm bằng phương pháp tự nhiên. Một cái phương pháp tốt nhất mà Meta khuyến khích đó chính là sử dụng dầu jojoba. Dầu jojoba được kiểm tra là nó có cái nó khả năng hấp thụ trực tiếp vào trong cả làn da của bạn ngay lập tức, và nó cho của bạn một cái bề mặt da được bảo vệ bởi tác hại của môi trường bên ngoài, và cũng như là cung cấp dầu và cung cấp ẩm cho làn da của bạn. Da khô, da dầu, da gì cũng nên sử dụng hết. Nếu trong trường hợp bạn không mua được dầu jojoba, hãy sử dụng là dầu dừa ép lạnh thì rất là thơm, có nhiều dinh dưỡng và có nhiều cái chất là kháng vi khuẩn để giúp cho bạn có thể làm sạch, bảo vệ cả làn da nữa, cả chống nắng nữa. Còn bạn sử dụng dầu dừa ép nóng thì tác dụng không có như Mita mô tả đâu ha. Đó. Rồi ngoài ra thì các bạn cần phải giữ ẩm da bằng cách như là đắp mặt nạ cho da. Sử dụng những mặt nạ trong mùa hanh khô có thể được dùng đến như là cây lô hội, xay nhuyễn cây lô hội ra, thêm một ít dầu mật ong vào nữa, đắp mặt nạ cho da một tuần một lần đến hai lần thôi thì da của bạn cải thiện lắm. Đắp mặt, cổ, cả tay, cái chân, chỗ nào đắp được thì cứ đắp đó, thế là da rất là ok, rất là okay. Chú ý kem chống nắng, Mita không dùng kem chống nắng, Mita dùng dầu jojoba kết hợp giữ ẩm và chống nắng đó. Trước khi đi ra nắng 15 phút, Mita bôi dầu jojoba khắp mặt và khắp cổ một ít ở trên hai bàn tay. Thực ra Mita chả có dưỡng gì hết đâu. Xong đó là thế đi ra ngoài. Mình có một cái làn da khá là nhạy cảm với hóa chất, và mình cũng có một cái làn da cũng không đẹp như mọi người, nhưng mà da mặt thì cũng tương đối ok đúng không, nhưng mà da tay nó nhăn nheo như thế này thì từ một lúc sinh ra lần. Do đó là cái việc mà mình suy nghĩ trong cái việc làm cho mình đẹp hơn, trẻ hơn, có làn da đẹp hơn đó cũng một thời gian rất là dài, và cuối cùng mình chọn một cái phương pháp cực kỳ đơn giản, chỉ có làm sạch, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm kết hợp với chống nắng bằng dầu jojoba thì thôi. Mình không biết là mua dầu jojoba ở Việt Nam thì mua ở đâu. Mình có một vài người bạn mỗi lần đi xa về thì mua cho mình một loại như thế này, mình xài có nửa năm lận, cái này là hai lọ bé như thế này là xài được một năm thì nó ok đủ cho mình rồi. Các bạn có thể tìm thấy thì các bạn cứ đi tìm đi ha. Dưỡng ấm cực kỳ quan trọng các bạn ạ. Dù các bạn không hề cảm thấy lạnh nhưng hãy mặc đồ đủ ấm trong cả mùa hanh khô và rét này. Hãy mặc đồ cô tâm, hãy mặc quần dài, áo dài tay, rồi hãy đeo khẩu trang đi ra ngoài, đi khẩu trang khi ra ngoài, khẩu trang cô tâm nhẹ nhàng đi ra ngoài để cho giữ ấm cái hơi thở của các bạn. Giữ ấm quan trọng lắm đó, và giúp cái làn da của bạn bớt bị nứt nẻ. Thêm một chút xíu nữa, trong trường hợp mà bị nứt chảy máu luôn thì làm sao? Nứt chảy máu luôn có hai cách cho bạn. Hãy bôi mật ong trực tiếp vào cái vị trí nứt và chảy máu đó, không còn vấn đề gì khác thì cứ bôi một ngày ít nhất là hai lần, hãy cứ bôi mật ong vào vị trí đó rồi vị trí đó nó sẽ lành lại. Nếu trong trường hợp mà không có mật ong thì hãy bôi dầu dừa vào vị trí đó thì vị trí đó nó cũng sẽ lành lại. Còn đối với chân thì sao? Chân ở dưới này mà nứt nẻ chảy máu luôn giữa bàn chân thì làm thế nào? Hãy ngâm chân với nước gừng các bạn, nước gừng và muối đun sôi, rồi sau đó ngâm chân. Thì công thức nước gừng và muối ngâm chân ở đây là bạn chuẩn bị 20g gừng tươi, là rửa sạch và băm nhuyễn ra, cho vào 1 lít nước đun sôi cộng thêm 20g muối đó.
Sau đó đun sôi liu riu trong 5 phút, lấy ra và thêm một lít nước nữa và ngâm chân trước khi đi ngủ mỗi ngày như vậy. Sau khi ngâm chân xong, lau khô nhẹ nhàng rồi bôi dầu dừa hoặc dầu jojoba như mình mô tả. Mang vớ vào đi ngủ thì chân sẽ bị hết nứt, không có vấn đề gì lo lắng hết. Cứ làm đi một tuần thôi là đã thấy ồ vi diệu thế à. Thật sự là như thế đấy. Thôi mình kết thúc cái video này ở đây. Mình chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hài lòng với những gì mà các bạn đã nỗ lực vì cái sự chăm sóc một sức khỏe toàn diện, nương tựa vào tự nhiên và cho bạn một phiên bản hoàn hảo nhất mà bạn có. Vậy ha, bye bye.